trên video của hai vợ chồng Lưu Linh. Cái này ớt mà ngon ha. Gà nướng thì bữa nay là sự thật really good. Nhìn ở trong hình đã ngon rồi. Các bạn thấy không? Mình nấu nướng, mình ướp thịt, cắt đồ sao sẽ chắc cú luôn nè. Kiểu này. Bắt đầu từ cái cục đó đó mà sẽ thành cục đó kìa. Thấy chưa? Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Bữa nay hai vợ chồng của Lưu Linh xuống với phòng của anh Nguyên nữa. Mình có hẹn mấy người bạn ở Texas với lại ở Georgia xuống chơi với mình. Rồi mấy người bạn này người ta muốn ăn gà nướng của Lưu Linh á. Sau bữa nay Lưu Linh xuống đây nướng mấy con gà cho mấy người bạn thưởng thức. Với lại Lưu với Linh mới đi mua mấy cái bệ lem rác này nè. Thấy không? Tặng mình chỉ sẵn đây á, mình chỉ cho mấy bạn ướp cái kiểu ướp của Lưu Linh làm á, là ăn á không có nghe cái mùi hôi luôn mà rất là ngon luôn mấy bạn. Nếu mà mấy bạn mà mua thích ăn cái món này á, coi cái video này á, kêu bằng kỹ càng á, bạn coi mình biết ướp cái gia vị nó ra sao mà cho cái sườn này á nó không có hôi mà nó ngon má ơi á. Thôi giờ mình cũng chuẩn bị ba cái đồ đi. Đồ mình, ướp, đồ để mình ướp. Bây giờ mình cần tỏi. Với lại mình ướp mấy cái này á là mình không có thiếu được cái hai cái rau này nè. Các bạn thấy không? Hai cái rau này nè. Một cái á là kêu bằng thyme. Còn rosemary. Rosemary. Đó. Mình không có thiếu được hai cái này. Nếu mà thiếu hai cái này á là cái món này á dục bỏ, không ăn được á. Okay. Xong có cái mùi đó vô á là bạn sẽ không nghe, các bạn không nghe cái mùi tanh của cái thịt lam. Em ơi cái nước mía ngon quá em. Em cảm ơn chị Trinh nha. Nãy mới ghé giường cứ chị Trinh chỉ tặng cho cái Lưu Linh ly nước mía uống. Nước mía uống quá ngọt luôn á chị. Rồi em cảm ơn chị nha. À, các bạn nào mà muốn uống nước mía thì ghé farm của chị Trinh. Chị Trinh có nước mía tươi. Còn uống nước dừa thì ghé form của anh Nguyên. Quá ngọt luôn, cảm ơn chị nha. Đứa được ly nước mía. Thôi, để giờ anh chuẩn bị đầu đi. Giờ lấy tỏi trước. Tỏi thì mình bầm nhuyễn nha các bạn. Rồi, giờ mình cắt mấy cái này ra. Càng nhuyễn càng tốt nha. Càng trên nó thấm vô cái thịt. Chút nữa nướng á. Mấy cái mùi này nó đặc biệt lắm mấy bạn. Đó là rosemary. Mình á trộn chung á nó mới thơm. Nó mới dịch cái mùi nó lấy đi cái mùi. It got rid of the smell. Đúng rồi. Không biết anh Lưu dịch là cái gì á nhớ. Tiếng Việt của anh nó hơi hay. Tiếng Việt nó hơi hay chút xíu. Ok, giờ cái mình cho miếng olive oil vô ha. Để lấy olive oil. Giờ mình cho miếng dầu ô liu vô. Đó. Rồi. Mình để olive oil vô đặng cho thịt nó đừng có bị khô á các bạn. Đó, là xong. Cái giờ cái mình thêm đừng có quên bột gà nha. Cái này là mình không có quên thiếu được cái này nè. Tiêu nữa mấy bạn. Với lại cho xíu bột ngọt. Tại vì mình là người Việt Nam, mình phải ăn bột ngọt. Mà nếu ai không ăn
bột ngọt được thì không cần để nha các bạn. Đúng rồi. Mình chỉ để bột gà với miếng đường nữa. Với tiêu với miếng đường nữa rồi. Giờ mix lên này thấy ngon à. Bảo đảm nha, ai mà làm cái món này đi, bạn không khen á, gọi luôn món dốt. Nhưng mà bạn mình khen thêm mình chút xíu, tại nó kêu mình làm hoài à. Rồi mấy bạn, giờ cái này là mình nêm nếm xong xuôi hết rồi mấy bạn. Giờ mình đẩy qua bên, giờ mình đi rửa mấy cái bị sườn ha, xong rồi mình cắt. Lưu mới rửa thịt xong, giờ chùi cho nó khô. Dạ, nhóm đó là nhóm rồi nè. Giờ mình cắt ra từng cọng sườn. Bạn không? Dạ ha. Rồi, mình cắt xong. Xong rồi. Đó, mấy bạn thấy không? Phải cắt ra như vậy nè. Xong rồi mình bỏ vô đây. Rồi mình bắt đầu ướp. Ướp xong cái mình đẩy đây chút xíu nữa, đốt lửa lên nó thấm á, trời ơi là khỏi nói luôn em. À hả. Cái mùi rất là thơm luôn á các bạn. Nhưng mà quan trọng là phải có thyme với rosemary nha. Đó mấy bạn xem từ nãy giờ á, đừng cứ cho qua nha, qua là mắc một đoạn hay ho đó là thiếu nha, không được nha. Phải coi hết. Tay lu rửa sạch sẽ rồi nha. Để mấy bạn coi, mấy bạn nói tại sao không chịu beo vào tay. Lu lửa sạch rồi, đừng lo. Thợ nấu này là năm sau chứ không phải là thợ nấu thường. Các bạn thấy không, mình nấu nướng, mình ướp thịt, cắt đồ sao sẽ chắc của luôn nè. Mỹ Linh đang ngồi chờ trong cái trunk. Các bạn thấy thợ nấu khác đâu có biết làm chỗ này đâu các bạn ơi. Dơ quá, dơ. Đó, thấy nhà hàng trên xe truck không? Sạch sẽ. Rồi giờ cái mình ướp gà đi. Có đậu rồng không cô? Cô hái được à. Cũng khá. Cái này ăn sống được á. Dạ. Cô ăn sống được không? Dạ được. Mình ăn sống đi. Dạ. Anh ca tới rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị ướp gà nha. Cái sauce này là Mỹ Linh làm sẵn ở nhà nha các bạn. Mình xả bằm, tỏi bằm, ớt bằm, nước mắm, nước tương, đường, gà chán không? Bột ngọt, gà chán à? Với màu điều. Ê bôi cái này mà mấy anh mà mấy anh mà nói chuyện với em, liên lạc với em là đâu có cái chuyện này. Nói chuyện với ca vậy em đâu có biết chuyện gì đâu. Anh ca là câu cá, nếu câu cá là anh phải liên lạc với ca. Ca hỏi tuần này có rảnh không, bữa nay đám giỗ của ông ngoại. Ồ vậy hả? Ờ là đám giỗ của ông ngoại. Bây giờ ca nói mình xuống đây chơi, có mấy người bạn ghé khoảng 11 giờ. Trời ơi, nó ok 11 giờ chơi được không? Tại chưa á. Mình không biết đâu. Cái mình mới kêu ca nó ok, giờ mấy người bạn muốn ăn gì? Muốn ăn gà nướng. Nó ok, Du hãy đi mua gà tại vì mình phải bắt đi làm này làm cái kia. À. Đó. Thì không cái để cho anh ca quản lý á. Bởi vì con gà nó xấu, bữa nay á nó xấu nhưng mà ăn ngon nha. Còn nếu mà luôn mà làm á là con gà nó sẽ đẹp đẽ như là trong truyền hình vậy đó. Nhưng mà ngon tại vì không thường cái gì xấu nó cũng ngon. Này mình phải, bởi vì muốn xuống này ướp trước cho nó thấm. Miễn sao cái season nó ngon là được rồi. Bỏ
Ngày đúng là về quê luôn á, về quê luôn á. Dạ. Dạ. Chị cứ coi ủng hộ tụi em. Ở Việt Nam ở đâu vậy? Việt Nam lên đó đâu? Ở em giờ là em mới hết ở trên Tây Ninh rồi, giờ mới ở miền Tây, ở quê vợ luôn rồi. Mỹ Tho. Em Mỹ Tho hả? Dạ. Đây nè Mỹ Tho nè. Ở Mỹ Tho luôn hả? Trời ơi, bà con ở bến mà không đi đâu nè. Gần giếng nước. Ờ anh gần em đi xuống. Gần giếng nước. Cái thằng Tú. Ờ Hoàng Tú lại là quê nó ngay giếng nước luôn. Dạ. Cùng giọng nói rồi. Dạ. Cái này ông tại vì tắm tụi này cũng thích chơi outdoor giống như gai vậy đó. Dạ, spin. 20 bạn ơi. Ông vậy mới đã mà ai mát được. Không mát coi. Ờ mưa xuống này. Nay Nguyên được đứng hóng giống hóng mưa. Nghe cái tiếng này cái mê nè, cũng tiếng tôn đó. Giống với quê không? Đây á, cái farm này chỉ có cái farm này chơi được thôi nha. Mấy farm khác không có. Ông mà cái farm bên chị á thoải mái để mà mình bà con bạn bè ở chợ rất là nhiều. Dạ. Mà mỗi lần hồi xưa mình không biết cái farm của anh á, là biết cái gai á. Dạ. Cứ hở xuống vô mấy cái vườn kia đó. Ta đâu cho. Dạ. Đúng rồi, không có được chơi chơi vậy đâu. Rồi mưa lớn quá trời. Mưa hơi bị ồn nha các bạn, mình sẽ không có nghe. Không sai đâu. Quay đi, bây giờ mình nhìn mình thái đó. Like a storm. Bây giờ cái này mình lột lên, mình chấm với mắm xả. Ok. Đó. Rồi. Thay đổi lên. Quyết định. Bởi vậy xuống đây là luôn luôn phải chú tải vậy đó. Tại cho mình nhớ. Cái video coi của Lulu gì rồi á. Hôm nay mình vừa nằm coi, tối mình nằm coi người dưỡng. Đói bụng. Tối nằm coi. Dạ. Bây giờ mình biết tho nữa. Để đang chạy đó, để em làm cái này đi. Để bỏ mình vô cái mình lột cái này ha. Cây nhà lá vườn luôn. Đó. Cà bên này nó đủ nhiều cây cây cũ. Anh chị. Rồi, thử trước đi, coi có độc không? Có độc thì ta ăn hết chưa? Đừng ăn khúc dưới thôi. Quá dữ luôn. Mắm xả. Cắm nhiều vô, cắm nhiều vô. Đừng nè, anh chị xuống à. Có bu ăn. Lấy cái dĩa này mình làm dễ hơn, gõ ra xong cái bình. Ồ, dĩa này gõ ra phải không? Cái bình cũng ra. Dạ, anh ăn khúc trên thôi, anh ăn cái khúc trên thôi. Đâu, phải dịu quán hết. Mời anh ăn. Với lại cái trứng nữa, đừng ăn cái trứng nha. Thầy trai không ăn trứng nha. Không, cái trứng. Ăn cái phết thôi, cái trứng nó đồng lắm. Ăn cái đầu giống mấy con con á. Ăn, ăn, ăn. Dạ, ok. Ừ. Ông ơi, quá ngon. Bye. Wow. Anh Nguyên ơi. Wow. Nguyên, chủ. Ngon ha. Cơm sớp. Cái này là giò cái nước mắm. Nước quá mắm ngon, xả. Ok, mấy bạn bè ơi, tin hay không tin, phải xuống đây gặp vợ chồng Linh với lại Ca thì mới tin. Nhưng mà không có lúc nào cũng phải gặp nha. Dạ, cô luôn. Tất nhiên là mình cũng trả tối thì hãy bước. Bước trước, bước lại dạ.
3 tháng lịch quen. Từ từ đi, nó không chạy đâu đâu. Nóng quá, mấy anh nóng quá à. Mời cô, mời cô dạ. Không, cô không nghe, cô không nghe mấy mấy người bạn mình ăn như mà thi đua vậy. Ăn ốc phái á, và anh Lưu nướng thịt lam. Cái thịt này á mấy bạn biết á, nướng á là phải lửa cho cao nha. Làm cho cái mỡ nó khét á, cái mỡ khét ăn mới thơm. Đúng rồi. Mới ngon. Oh, that's what she's waiting for, huh? She doesn't eat. No, she don't even eat this. No? Oh, well. Hồi nãy bà nội hứa với bà nội là mà cho 5 ca 5 nhánh. Cái này mà mốt thị trường nó chạy quá, mình phải bắt lúc mình nuôi quá, có đâu kịp là sinh sản. Mình nuôi sẵn. Nó nắm để dành không được. Mấy ngốc đây hả? Ừ. Ờ, thôi thôi. Nhiều cũng có á. Anh đây nhiều lắm anh, tại không ai ăn hết á. Nhưng mà mình đi xe về á, ấy thì nó lấy thôi, còn nếu mà anh bãi bài á, nguy hiểm. Em thử bỏ trong thùng mà không có năm ra anh á, được 3 ngày. Giờ bỏ ra chúng coi ra. Là lỗi của mình đấy. Cái nó riết đi. Trời ơi, cho mình qua cái đi. Ôi, trời ơi. Em hồi nhỏ. Em cái chai ớt Tabasco đây kha. Mình lấy cái chai ớt Tabasco cho nó đây kha. Can you see it's in the bucket? Yeah, in there, you see it? À, anh chị thử miếng. Lẹ lẹ, đứng nó thèm quá, lẹ lẹ chứ mà được không? Anh thèm chảy nước miếng luôn rồi. Thử miếng đi, coi vừa ăn chưa? Còn này anh chấm với Tabasco á. Vừa ăn chưa? Quay đợi Tabasco. Tabasco. Ngon, ngon. Ôi, không đụng hàng, không đụng hàng. Không đụng hàng, đúng rồi. Không đụng hàng. Chị ơi. Cho anh thử cái này, chớp lên chớp. Phải cho anh thử cái này nè, mới ghiền. Đây, 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 quá ngon luôn rồi, xài cho anh kìa. Không ha. Ngon nha. Thì á, anh biết sao không? Thật có cái á, là làm ra cái mì. Cho cái mỡ còn nóng. Lúc nào đó mình khô lại cái á, là nghe cái mùi tanh, cái mùi cù. Và ta ăn này phải... Mình lại ghi cái mùi đó. Không, phải có mà thấy nhẹ không? Thấy nhẹ không? Ai cũng ăn được không? Vậy cũng được, nó mùi ngày. Mới quay thấy ở đang đó, đó bắt đầu từ cục đó đó mà xe thành cục đó kìa. Thấy chưa? Này mấy ảnh thấy cơm nữa trời. Dạ. Anh biết không, tại có người fans của tụi em á nói đi nhớ đem cơm theo. Vì đi cái giờ là tụi em. Dạ. Hả hả. Dạ. Yeah, I'm checking it everything. I don't know how to clean this, man. No, we'll tell you the story later. I can't put it on. It looks like a turkey right now. Yeah, right? Yeah, I can't put it on black. Hả? Ủa, con gà này bự thôi nè. Anh không có để trong để anh bớt anh giống bữa hả? Dạ yeah. Anh không có để trong cái đó để anh chở bề giống bữa. Mình có cái gì nữa không? Có. Let me do me. No half hả? No, just one is good. One is good. Yeah.
Rồi giờ mình đợi gà chín. Chào gà. Dạ con bú. Dạ. Ca có ngậm xương. Ăn gì mới ăn đó. Ăn gì mới ăn nè, không còn miếng thịt xương. Ăn xương không à? Cái mặn đỏ nó làm gà dẹp ra giống như là nướng luôn á. Là lu nướng. Họ lu nướng luôn. Ừ. Nói là nướng người nhưng mà nướng gà kiểu nướng luôn. Quá đẹp. Bạn thấy không? Bữa nay lưu được mấy bạn nhậu thiệt luôn rồi nè. Lưu cái đó là món mà vợ bỏ đó là xuống này ạ. Nói nhỏ anh. Nói nhỏ, đừng có đấu đá. Anh nói nhỏ thôi mà người ta nghe hết. Chấp luôn, vợ bỏ xuống này ạ. Mấy anh này cùng quê với Mỹ Linh luôn nha. Mỹ Tho. Mỹ Tho. Giếng nước ha. Giếng nước phường Nam. Chị, chị. Những anh bạn bà con nào mà ở Tiền Giang thì đây là Mỹ Tho. Mỹ Tho đây, Mỹ Linh. Dạ. Dạ. Mỹ Tho luôn. Hiếm phải không? Cái này hàng hiếm quá. Dạ, hiếm quá, hiếm luôn. Gà đó ha, mình phải nấu vậy đó, ngồi ăn cũng con. Bây giờ thật ra các bạn hồi xưa mày nhớ nhà ông nội mày ông Thanh có cây trước cùng một trái quá trời cái nhà nó trái dữ lắm nè. Bây giờ sao mà chế ra nữa nè, thấy chưa, trái đưa nè, chùm ruột mà giả nhẹ nhẹ thôi, nước mắm đường ha. Thôi thấy không, người miền Tây mới biết đó. Đây nè, cái này là táo thứ gì nhưng mà anh list cho em biết không, là anh rời Việt Nam lúc anh cũng còn lớp 4, lớp 5 á. Dạ, cũng có ăn vậy, giặt mấy cái chùm ruột nó bán trước cửa đó, trường học á, bên nhà ông cậu em á, mấy cái keo. Sari nữa nè mấy anh lại coi sari nè cây trái chín đỏ kìa, thấy không? Ồ, mấy chị có biết ăn sari không vậy? Kêu ra biết. Chị ơi, chị ra chị hái trái xanh. Nè, chín rồi nè. Cái này vô chấm muối ớt ăn đã lắm á. Wow, sari bự dữ vậy. Wow, bự dữ vậy. Nè. Nó anh hái anh thử đi. Mà nó chua lắm nha. Nhưng mình pha muối ớt. Đủ thứ rồi chứ. Có muối ớt trong rồi. Nha. Đây, thử đi, thử không chua lắm. Phim cái gì Cinderella ăn vô cái đi ngủ á. Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, yes. Đấy. Ăn ngon chứ. Đó, mình ăn vô trước để đợi tình mới tới True Love. Ca anh nói anh kiếm True Love kìa. Khi nào True Love đến là mình mới tỉnh lại nha. Yeah, that's so good. Xuống đây nào cũng đòi bỏ vợ về coi ra. Chết rồi. Hả Linh? Dạ. Xuống đây đứa nào cũng đòi bỏ vợ về con ra hết. Mấy chị ra kìa. Đâu rồi, mấy em đâu. Ê, rồi. Ê chị, Sari kìa. Cái trái này nè. Bà đó, Phù Thủy. Ông Thủy. Bà Phù Thủy bà cho ăn rồi em đi ngủ. Em đợi đó, hoàng tử tới tung một cái rồi em tỉnh dậy á. Thầy chị dưới đây nhiều không nè. Chị lựa mấy trái chín đỏ. Ủa phải cái trái cherry. Cây Sari. Cây Sari Việt Nam á chị. Nó bên đây bự vậy. Nè. Mấy cái đỏ đây nè. Bự quá trời luôn nè. Ừ đúng rồi, xe về Việt Nam nè. It's good hả? Kệ mấy cái đỏ. It's really big.
này nay nó ngọt. Cái này là quality size luôn dạ, quá này vậy. Quá đẹp. Ô, đây, quá trời. Đây nè, chị hái thử đi, ăn thử đi. Đi đỏ cây luôn không? Ừ, cherry nè, quá trời nè. Cái này là gạch bồ nó. Kìa bự nè, nó bự quá trời. Đây, quá trời luôn. Đây rụng trái này á, uổng. Nè, mấy lần quá trời bự này. Nothing go to waste. Figs. Yeah, yeah. Those are different Japanese figs. Fig. Cây fig anh này để làm gỏi. Wait. Giống như trái sung á. Dạ cây sung. Dạ cây sung á. Nè. Có cái gì câu chuyện thằng bòm nằm đợi sung rụng ăn hả? À hả? Đây nè, chụp tấm hình đẹp nè. Đây là. Cái kiểu này á, người ta coi cái ta mốt xuống này cho muốn ăn gà nướng, muốn ăn này kia nữa chết luôn à. Bữa nữa cũng lại cho em ăn. Đi lên đây. Dạ. Dạ đúng rồi, hủ tiếu mỹ tho. Mà mốt anh Nguyên á, anh sẽ đầu tư không kia 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 không này vui lắm. Seattle, California, Texas and Georgia. Đó, anh từ Seattle qua, anh tên Tuấn. Dạ, Tuấn Kiều. Tuấn Kiều. Anh vừa tới lúc luôn á, gà gần kính đây. Đợi kia rước qua mệt quá. Anh coi gà tới đâu rồi ạ? Em cầm đây giùm anh em ơi. Em xong. Em qua bên đây phía đây nè. Phía bên đây nè. Không, mà có cái gì là cái người nào mà họ khách sáo, họ cầu kỳ thì họ ăn nhà hẹp. Để không mà sống kiểu vui như vậy, kiểu miền Tây mà kiểu giường form á là ngồi ăn vậy rất là vui. Rất là vui. Cái này cái mề gà nó hơi bị cứng à. Hơi bị cứng chút xíu tại biết sao. Tại này chưa luộc. Này ai không có gan chắc banh xác không à. Này ức gà, gan gà. Nhưng mà cái ức á nó vẫn còn ướt nè. Yes, moist. Cái tên gà chín chưa? Chín rồi, chín rồi, gà chín rồi. Nè Nguyên, thử miếng này. Rồi, đẹp chưa Nguyên? Ngon chưa? Hơi nóng. Nóng. Ngon không? Nóng. Ngon không? À, mình hỏi cái câu hỏi ngon không á, trả lời phải ngon không? Nè anh, thử miếng đi. Thịt rất là ngọt. Vừa ăn không? Rất là ngọt, thịt rất là ngọt. Nhanh lẹ nha. Dạ. Nhanh lẹ nha. Mình là khu đồ bát của Atlanta Falcon mà. Trời ơi. Đây thằng Hạnh chụp ngang. Ô, bát ăn gà nha. Ngon ha. Ừ, ngọt. Quay juicy mà. Dạ, không phải là gà đi bộ mà. Juicy. Gà đây nè. Juicy man. Ai sao bí quyết sao cái nào cũng ướt át hết vậy? Vậy thôi mà giờ mới hay. Không, cái đó mình nói thiệt nha. Dạ. Cái gì kìa nói. Dạ. Kìa nói. Tự nhiên như vậy, tự nhiên như nóng đi. Nha, nóng nha. Ui, nè coi ảnh ăn kìa. Thôi luôn, ông lưu nướng cái nào rồi nó cũng ướt át luôn. Mấy anh em thấy video của hai vợ chồng Lưu Linh. Cái này ướt mà ngon ha. Gà nướng. Thì bữa nay là sự thật. Really good. Nè, nhìn ở trong hình đã ngon rồi, xuống đây mà ngon, cái này mà phải kêu Việt Thảo xuống này quá. Thôi Việt Thảo, thôi đừng kêu. Cái channel bí quyết hơn.
Ok. Nó more, more privacy hơn. Không, nếu mà anh chị Thảo mà cứ xuống đây chơi á, liên lạc em trước tháng đi. Phải hẹn quá đăng. Đúng rồi, tại vì em bạn bè cũng hơi nhiều. Hơi nhiều. Em không, với mình tiếp mấy người nhỏ hay hơn. Hay, cái đó là hay hơn. Mày rồi. Ngon hả anh ha. Không có người nào lớn hơn em hết á. Chị, thử thịt gà. Quá ngon. Đẹp đẹp nha. Linh có cái chai thương mà cho đây. Đúng rồi. Nha. Có nhãn tươi. Em bị kêu lại, em bị kêu lại. Tối nó coi nó coi nó coi. Có cái file hay không? Em ngủ mất rồi nó coi nó. Đã sáng thật. Sáng thật. Good rip, man. Good. The best rip, man. Mới ra cái nước. Đúng là khác. Chưa, thấy chưa? Chân gà. Nguyên này, Nguyên ơi. Ăn gà kính Nguyên. Nè, để cắt thêm nè. Chủ ơi. Chủ lo bán từ nãy giờ. Để cắt cánh cho chủ ơi. Nam chủ thích ăn cánh. Nè lấy cái dĩa nè, nè chủ cho ông chủ lên chủ. Lấy giấy, lấy giấy. Đây là khoái ơi cái đó. Tự nhiên Nguyên như là đi là nhà của anh Nguyên. Nguyên. Ok, cảm ơn em nhiều. Ớt nhỏ. Anh tự nhiên như là mày nhà của anh Nguyên ơi. Ok. Đây nè, anh thích cổ. Không, anh ăn hay nè. Anh đưa xương ảnh hết đi anh. Không có, cái đó là thứ dữ đó. Đúng rồi. Không quá hát. Dạ, hả? Đi chơi mấy ngày nữa. Đi đi lên gì? Cho mình chụp tất selfie á. Có đưa vô tờ mà mình đang run away. Không biết. Trời ơi. Tới đây mà không ăn cái miếng gà thôi chết á. Ngon không? Ngon. Em chưa có ăn nữa đó anh. Em làm mà chưa ăn nữa. Không có, Lưu Linh á. Không, ảnh có ai nước rồi. Vô rồi. Lưu Linh nướng. Nếu ai nướng được vậy, tôi lên TV. Gà chín rất là ngon. Này mình cắt gà. Trời ơi, con béo mặt số luôn. Mình xây bay cái clip này ha. Dạ. Chơi thôi em đi. Rồi. Rồi, bây giờ anh chị cũng ăn gà rồi xong rồi nè. No chi vậy? No quá. No quá. No quá rồi hả? Giờ no quá, sai quá luôn rồi. Sai quá luôn. Giờ Lưu Linh cũng hẹn với bạn lại cái video next nha. Next video đi. Rồi Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up, cái subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Bạn mình có bạn nhậu mới nữa.